Kính chào ông bà, cô chú và anh chị. Bữa trưa nay nhà em ăn món trứng cút xào cay. Đây là em có 30 cái hột cút, em cũng đã luộc và lột vỏ sạch sẽ rồi. Một trái bắp ngọt, một trái ớt, một muỗng canh đường, một ít tỏi băm, hành lá, một muỗng nước mắm, một muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh tương ớt. Vì em không có cái màu dầu điều nên em bỏ nước tương để cho nó có cái màu đẹp ạ. Còn nếu ông bà, cô chú, anh chị có màu dầu điều thì mình không phải bỏ nước tương ạ. Và bây giờ em sẽ đi cắt hột bắp và chiên trứng cút ạ. Sau khi em cắt hột bắp xong thì em đi chiên trứng cút. Bây giờ em sẽ chiên trứng cút cho tới khi mà nó vàng đều hai mặt là được ạ. Sau khi em chiên hột cút xong thì em đi phi tỏi. Bây giờ tỏi nó cũng đã thơm rồi, em sẽ đổ nước mắm vô. Sau khi em đổ nước mắm rồi, lần lượt em đổ hết tất cả tương ớt, nước tương, đường. Bây giờ em sẽ đổ vô hai muỗng canh nước lọc. Và em sẽ đổ bắp vô. Rồi tiếp tục em sẽ đổ hột cút vô luôn. Em sẽ xào cho tới khi nào mà nó còn sền sệt là được ạ. Em nấu nãy giờ thì nước nó cũng đã sệt rồi và bắp nó cũng đã chín rất là thơm ạ. Bây giờ em sẽ cho vô đây một chút xíu bột ngọt, tại vì cái bắp này nó ngọt rồi á, với lại mình cũng nêm đường rồi nên là mình chỉ cho chút xíu bột ngọt thôi ạ. Rồi hành lá, và rất là thơm luôn ạ. Rồi một ít ớt nữa. Lúc nãy em có nếm thử rồi, nó mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, ăn rất là thích luôn ạ. Ăn món này rất là hao cơm luôn. Vậy thôi, video em làm món cút xào cay đến đây là hết rồi. Em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã xem hết video của em. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ.